Gây thất vọng khi để thua 0-2 ở trận lượt đi cách đây ít ngày trước đại kình địch Thái Lan, thầy trò huấn viên Park Hang-seo đang rơi vào tình thế vô cùng bất lợi trong cuộc cạnh tranh tấm vé dự trận chung kết AFF Cup năm nay. Ở tình thế như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thắng với cách biệt trên 2 bàn ở trận lượt về mới có thể ngược dòng. Đó chắc chắn là thử thách không hề dễ dàng chút nào, bởi thực tế là lúc này mọi thứ đều đang chống lại các chiến binh sao vàng. Cụ thể, ngoài bất lợi về điểm số, vấn đề nhân sự cũng khiến huấn viên Park Hang-seo phải đau đầu khi mà sau trận bán kết lượt đi vừa rồi tiếp tục đến lượt Duy Mạnh sẽ phải vắng mặt do chật khớp vai, qua đó khiến hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đang trở nên hết sức mong manh. Hơn nữa thì màn trình diễn ở lượt đi cũng đã cho thấy những vấn đề liên quan đến lối chơi của thầy trò huấn viên Park Hang-seo, khi tính bất ngờ đã không còn quá cao và thậm chí có cảm giác như họ đã bị đối thủ bắt bài. Chưa kể vấn đề tâm lý chắc chắn cũng không phải điều dễ chịu khi áp lực phải thắng đang đè nặng lên vai các cầu thủ nên lại càng đáng lo. Trái lại, ở phía đối diện, Thái Lan đang tỏ ra hết sức thảnh thơi cũng như vô cùng thoải mái về mặt tâm lý sau lợi thế có được ở lượt đi. Đã thế, về mặt nhân sự, ngoài việc sẽ cần phải tính toán với các trường hợp đã phải nhận một thẻ vàng ở lượt đi vừa rồi thì tình hình cũng khá thuận lợi khi không bị cản trở bởi bất cứ báo cáo nào về chấn thương trong đội hình của voi chiến. Hơn hết là với màn trình diễn ở lượt đi vừa rồi, thầy trò huấn viên Polking đã cho thấy đẳng cấp cũng như sự khôn ngoan trong lối chơi của mình. Điều đó là tích cực trong bối cảnh mà cuộc đụng độ tới đây của họ trước một đối thủ cũng được đánh giá chất lượng chuyên môn tốt như Việt Nam. Chính vì vậy mà dự báo cho việc có thể bảo vệ lợi thế của Thái Lan ở trận đấu tới là rất lớn. Trên sàn giao dịch châu Á, việc nhà cái chỉ xếp kèo chấp 1/4 cũng đã cho thấy tình hình không mấy khả quan chút nào với đội tuyển Việt Nam. Ngoài việc không có gì nổi bật khi mức kèo này cũng bị đánh giá là không tương xứng trong hoàn cảnh mà thầy trò huấn viên Park Hang-seo buộc phải thắng, thậm chí là thắng với cách biệt lớn và với điểm ăn còn bỏ sâu, rõ ràng rất khó để đặt niềm tin vào một kết quả khả quan cho các chiến binh sao vàng ở trận đấu này. Trên phương diện tổng bàn thắng, ở vào tình thế phải thắng để ngược dòng, khả năng Việt Nam sẽ chơi tất tay ở trận đấu này. Tuy nhiên, để tin vào hiệu quả ghi bàn từ các chân sút của đội bóng lại không nhiều sau những gì đã thể hiện. Chưa kể là khả năng cao Thái Lan sẽ chọn lối chơi chắc chắn để bảo vệ thành quả của mình. Và với mức kèo tài xỉu cũng chỉ được niêm yết ở mức 2/4, mốc dưới được xem như lựa chọn phù hợp hơn.